X50 định vị hiển thị. X50 định vị hiển thị lại xuất hiện rồi. Mình rốt cuộc bị sao vậy? Những thứ trước mặt là những thứ gì vậy? Cái mình nghe thấy là cái gì vậy chứ? Tại sao mình có thể phân tích ra bức tranh và âm thanh? Lẽ nào mình không phải người? X50 lại biến mất rồi.